Thế giới luôn vận động và không ngừng biến đổi. Có những thay đổi nhỏ bé mang lại những thành quả lớn lao. Đằng sau những sản phẩm đột phá là những thay đổi mang tính cách mạng, vượt xa những tư duy thông thường để định nghĩa lại chuẩn mực hoàn hảo và tạo khác biệt. Với cảm hứng sáng tạo bất tận, nỗ lực vươn đến chuẩn mực mới và bứt phá những giới hạn. Với niềm tin mãnh liệt rằng những thứ mình mang đến cho mọi người sẽ giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Đó là một hành trình tiên phong tìm kiếm sự hoàn hảo. Với chúng tôi, hoàn hảo không phải là đích đến, mà đó là một chuyến hành trình đầy cảm hứng sáng tạo bất tận, khát khao vươn cao đến sự hoàn hảo bằng những sản phẩm đột phá về công nghệ và hoàn hảo trong thiết kế. Hành trình chinh phục đỉnh cao công nghệ và hoàn hảo trong thiết kế chưa bao giờ dừng lại, vì Samsung biết và đặt ra cho mình những giới hạn mới cần được chinh phục, bứt phá và hoàn thiện. Chúng tôi luôn có niềm tin mãnh liệt về một cuộc sống tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn với những sản phẩm mang tính cách mạng, bứt phá và mang tính nhân bản.